Thì em Hảo, tên đầy đủ là Đỗ Ngọc Hảo. Hảo năm nay 38 tuổi, đến từ thị trường Long An. Và công việc trước đây của Hảo là cũng biết qua cái ngành kinh doanh theo mạng, và Hảo cũng từng làm qua một hai công ty nào đó về cũng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà chuyên về bán sản phẩm thôi, chứ còn những cái công cụ mà để mà tiếp cận khách hàng á thì nó không có thiết thực y như là bên cái bộ môn DLC. Và cũng cơ duyên là Hảo biết đến cái công ty DLC là qua cái về điện sinh học. Hảo tìm đến Sức Thành và cái Hảo tìm đến công ty. Và qua cái khi mà đăng ký là thành viên thì Hảo cũng dự cũng được học cái lớp về điện qua cái buổi dạy của cô Hồng, và rất biết ơn cô đã hướng dẫn tận tình trong 10 ngày qua, và biết ơn công ty đã tổ chức ra những cái lớp học và những tạo điều kiện cho tất cả các thành viên để có được những cái khóa học chuẩn để mà mình tự tin hơn về với cái ngành cái nghề. Để qua 10 ngày thì Hảo cũng tự tin để qua Tết mình bắt đầu phát triển thị trường Long An. Thu hoạch được gì sau 10 ngày? Thu hoạch được gì? Hảo thu hoạch từ cô Hồng rất là nhiều kiến thức và cái những cái góp nhặt của cô hành nghề từ trước tới giờ là cô đã chia sẻ hết cho cho lớp Cái thành em. của mình hả? Của Và mình hả? Đừng có bản hỏi thân của của Hảo mình. Hảo cũng cải thiện được cái vấn đề về giấc ngủ nè, và cải thiện về những cái nói chung là hiện tại là cải thiện về giấc ngủ ngon hơn và cái như khỏe hơn rất là nhiều. Tức là thu hoạch để mình hòa vốn được, nhưng mà không thu hoạch được là mình lỗ đó, Dạ lỗ đúng vốn. rồi, dạ có thu hoạch. Định Dạ cảm ơn các chị, cảm ơn. hướng đó, còn định hướng không? Sắp tới Dạ định hướng sắp tới. định hướng sắp tới thì Hảo sẽ về lan tỏa thôi, tại vì khi mà mình biết được cái ngành nghề này rồi thì mình tự tin rồi thì mình lan tỏa, và cái như muốn phát triển thêm đội nhóm ở Long An qua Tết thì cũng mong một lần các sếp và các anh chị ở đây ghé thị trường Long An. Khi nào khai trương? Dạ dự định thì qua lối 10 về set up bây giờ là cũng cận Tết á, set up phòng thì trước rồi cái mình đăng ký giấy phép thì qua Tết thì khoảng ở trong độ tháng Giêng. Không quan trọng cái định hướng thôi, Dạ khỏi khỏi cần chính xác cái này. Quan trọng là cái khách hàng trước, rồi Dạ cơ sở của mình có sao, Hảo có quan khách trọng là khách hàng, hàng trước. Hảo có khách hàng Ok, trước. cho chị Hảo một cảm ơn.